Các bạn đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ trên kênh Gia Bảo Luxury. Big Ben Chronograph và Big Ben Sun Clue, thể thao hay cá tính? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Với mục đích đưa cái tên Uplow lên một tầm cao mới trong ngành chế tác, thì cựu CEO của thương hiệu là ngài Jean-Claude Biver đã giới thiệu một chiếc đồng hồ đình đám mang tên Big Ben. Big Ben Chronograph là phiên bản đồng hồ đầu tiên được lựa chọn và tung ra tại Bezoar 2005. Cho đến nay thì cái tên này vẫn tồn tại trong danh mục đồng hồ hiện thời của hãng và chiếm một vị trí quan trọng không thể không nhắc tới. Dòng đồng hồ Big Ben Chronograph đã được phát triển với những kích thước khác nhau như là 39, 42 hay là 45mm để đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng. Còn Sun Clue là cái tên quan trọng đánh dấu một lần kết hợp ấn tượng của thương hiệu Uplow cùng với nghệ sĩ hình xăm Masamuchi. Vào năm 2016, thiết kế Uplow Sun Clue đầu tiên đã lộ diện trước công chúng với vẻ đẹp phá cách. Chiếc đồng hồ Uplow Sun Clue đã thể hiện được một phong cách rất là art of fashion từ Uplow lẫn cái điên rồ và cá tính đến từ nghệ sĩ Masamuchi. Ở cả hai thiết kế Big Ben Chronograph và Big Ben Sun Clue sẽ có nhiều điểm tương đồng và có cả những cái điểm khác biệt rõ rệt mà Gia Bảo Luxury sẽ cùng bạn khám phá qua hai mẫu đồng hồ cụ thể trong video này, đó là chiếc Uplow Big Ben Sun Clue 39mm và Uplow Big Ben Chronograph 41mm. Cả hai thiết kế này hiện tại đều sử dụng tông màu xanh thẫm trong bộ vỏ từ thép không gỉ để phát triển thiết kế. Kích thước của cả hai mẫu đồng hồ dù trên giấy tờ là khác biệt, nhưng mà nhìn trực diện lại gần thì mọi người có thể thấy như là khá là tương tự nhau. Riêng bề dày của phiên bản Uplow 41 Chronograph lại nhỉnh hơn do bộ máy bên trong có thêm chức năng bấm giờ. Cùng thuộc bộ sưu tập Big Ben, không khó để nhận diện dù Sun Clue đã mang thêm yếu tố bên ngoài từ người thiết kế riêng, song thì nó không ảnh hưởng đến kết cấu của bộ vỏ. Điều làm nên danh tiếng của Big Ben chính là bộ vỏ nhiều tầng ép chặt vào nhau, đem đến nét thể thao khỏe khoắn. Ở cái nhìn nghiêng thì cả hai mẫu đồng hồ đều xuất hiện với 5 tầng chất liệu gần như là tương đồng. Bởi có chức năng Chronograph, tại cạnh bên của chiếc Uplow 41 còn có thêm hai nút bấm hình chữ nhật với lớp đệm cao su. Với mẫu đồng hồ Big Ben Sun Clue 39mm, cạnh bên nhìn sẽ thon gọn và thanh lịch hơn. Tuy nhiên thì khác với phần cạnh bên thanh lịch, thiết kế trực diện của Big Ben Sun Clue chưa bao giờ được nhận xét là thiếu về cá tính, nếu như không muốn nói tới là nổi loạn và phá cách. Khác với sự có mặt của ba mặt số phụ xếp cân đối cùng với bộ kim dáng bút chì cổ điển quen thuộc ở mẫu Big Ben Chronograph bên cạnh, dưới đôi bàn tay thiết kế của Masamuchi, Sun Clue hiện lên với vẻ ngoài độc đáo hàng đầu giới chế tác. Những hình học cân đối cùng các cạnh bằng nhau, nằm đối xứng nhau xuất hiện trên khắp thiết kế của mặt số, vành men dù hay là dây đeo đồng hồ. Ở mặt số của chiếc Sun Clue hiện tại thì không có sự xuất hiện của các kim chỉ giờ mà chỉ còn lại những đĩa xoay với phần mũi nhọn có phủ chất phát quang cho dễ nhìn hơn. Có thể khẳng định rằng là việc về mặt dễ theo dõi giờ giấc thì chiếc Uplow Big Ben Chronograph bên cạnh hoàn toàn thắng áp đảo chiếc Sun Clue. Nhưng bàn về tính điên, tính nổi bật và khác biệt thì chắc hẳn là Sun Clue phải đứng ở vị trí cao hơn rồi. Khác biệt đến như vậy, thương hiệu Uplow vẫn giữ lại chi tiết nhận diện quan trọng, không bỏ qua trong cả hai thiết kế kể trên. Dù kiểu dáng vành bezel trên cả hai mẫu đồng hồ có khác biệt, 6 đinh ốc hình dáng tròn và được làm cho giống với chữ H vẫn được giữ lại ở vị trí giống hệt nhau. Không giống với chất liệu vỏ, 6 đinh ốc này đều được làm từ titanium, một chất liệu yêu thích thường được Uplow sử dụng trong nhiều thiết kế. Sự khác biệt về kích thước lẫn chức năng đã đẩy Uplow sử dụng bộ máy khác nhau cho cả model đồng hồ Sun Clue và Chronograph. Cả hai bộ máy đều được thiết kế lộ dưới phần nắp đáy và được hoàn thiện đúng chuẩn công nghiệp. Ở đó thì fan hâm mộ có thể chiêm ngưỡng được chuyển động không ngừng của roto đồng hồ. Với bạn thì bạn sẽ chọn lựa cho mình vẻ thể thao khỏe khoắn trên chiếc Uplow Big Ben Chronograph 41mm hay là vẻ đẹp cá tính nổi trội trên chiếc Uplow Big Ben Sun Clue 39mm đây. Đừng quên để lại ý kiến của bạn ngay bên dưới video này của Gia Bảo Luxury để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.